Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Trend Anime. Hôm nay các bạn hãy cùng Trend điểm danh những kẻ phản diện, chủ mưu trong tất cả 26 movie của thám tử lừng danh Conan nhé, và tiện thể xếp hạng xem độ nguy hiểm của chúng nằm ở mức nào. Trước khi bắt đầu, tớ xin được giải thích về cách xếp hạng. Tất cả được chia làm 3 cấp độ như sau. Cấp độ 3, đối tượng nguy hiểm là những hung thủ có kế hoạch tương đối đơn giản và ít nguy hiểm so với phần còn lại. Các thám tử cũng không tốn nhiều công sức để xử lý. Cấp độ 2, đối tượng rất nguy hiểm là những kẻ sát nhân tuy còn bản năng nhưng kế hoạch khó đoán hơn nhiều. Ngoài ra còn dựng nên thủ thuật tinh vi qua mắt nhiều cảnh sát và thám tử. Cấp độ 1, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, máu lạnh, thông minh, sẵn sàng giết bất cứ ai để phục vụ mục đích cá nhân. Động cơ gây án không đơn giản là trả thù, kế hoạch phức tạp khó giải. Những hung thủ này có khả năng sát hại hàng loạt mà hầu như không thể bị bắt nếu phe chính diện không được tác giả buff. Nếu các bạn đã rõ rồi thì cùng bắt đầu với phần diện số 1 nào. Movie 1, quả bom chọc trời, kiến trúc sư Moriya. Hung thủ đầu tiên mở bát cho bảng xếp hạng là một kiến trúc sư nổi tiếng, Teiji Moriya. Moriya đã thực hiện liên tiếp những vụ đánh bom lớn nhỏ nhắm vào những người có quen biết với Kuro Shinichi. Tội ác của lão kết hợp từ hai lý do. Đầu tiên là xóa bỏ những công trình lỗi mà ông ta thiết kế lúc mới vào nghề, và hai là muốn trả thù Shinichi vì cậu mà một dự án lớn của ông ta phải hủy bỏ. Như vậy về độ nguy hiểm, Moriya là một đối tượng đáng để lưu tâm. Tuy nhiên vì quá biến thái và bản năng nên kế hoạch của lão chỉ hoàn hảo ở phần đánh bom, còn lại các chi tiết khác đều cho thấy bản thân ông ta rất củ chuối. Như việc rõ ràng dùng bom hẹn giờ nhưng lại cho dừng đồng hồ mỗi khi xét thấy các tác phẩm nhỏ của mình có khả năng bị ảnh hưởng, hay như việc dễ dàng bị lừa bởi trò ngụy tạo bằng chứng của Conan, thậm chí còn bị cậu nhóc dễ dàng tác động vô hiệu hóa điều khiển bom đã chuẩn bị trong trường hợp bị bắt. Moriya đúng kiểu đánh bom ẩn danh như muốn mọi người phải phát hiện ra mình vậy, nên ông ta sẽ được nằm ở cấp độ 2. Movie 2, mục tiêu thứ 14, chuyên gia rượu vang Sawaki. Hung thủ của movie này luôn tạo cho tớ một cảm giác đáng sợ. Với một chuyên gia rượu vang như Sawaki, vị giác là thứ quan trọng nhất cuộc đời. Nhưng sau một tai nạn đã khiến anh mất đi khả năng đó, hình thành nên động cơ gây án. Bằng một sự may mắn, Sawaki nhận ra mối liên hệ giữa con mồi của mình với ông Mori, vừa hai Murakami, tên tội phạm 10 năm trước khiến ông Mori phải bắn vợ mình vừa ra tù. Sawaki bề ngoài chỉ là một người bình thường, làm việc liên quan đến rượu vang, lại có bộ óc IQ cao đến mức chớp thời cơ, dựng nên một chuỗi án mạng tinh vi theo qua lá bài, vừa giấu được thân phận, vừa đổ tội cho người khác, đồng thời còn dắt mũi cả những người thông minh nhất trong movie này. Quân bài cuối cùng, Sawaki dành cho Kodo Shinichi. Với vị trí thông minh đó, Sawaki hoàn toàn có thể tìm ra tất cả sự thật mà Conan đang che giấu, trở thành nhân vật nguy hiểm số 1 đối với chàng thám tử của chúng ta. Thế nên, phải xếp ngay Sawaki vào cấp độ 1. Movie 3, ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ, sát thủ Scorpion. Scorpion, sát thủ khét tiếng bị Interpol truy nã toàn cầu, riêng cái mác này đã đủ để xếp vào độ nguy hiểm cao nhất rồi đấy. Tuy nhiên, những gì sát thủ thể hiện trên phim lại không xứng với cái danh đó cho lắm. Scorpion là biệt danh của nhân vật nữ có tên Seran, một nhà nghiên cứu lịch sử. Cách thức giết người của Scorpion chỉ có một kiểu, bắn vào mắt phải, xa hay gần cũng đều nhắm trúng. Kỹ năng cũng thuộc hàng top, nhưng kỹ năng bắn súng có lẽ là điểm cộng duy nhất. Về các mặt còn lại, Seran chưa thể hiện đặc sắc cho lắm. Có lẽ vì phim cần chia phần cho Kaito Kid và bí ẩn về món bảo bối trứng phục sinh nên Scorpion gần như không được đầu tư nhiều. Hầu hết các vụ giết người trong phim đều là bí mật tiếp cận nạn nhân rồi bắn súng giảm thanh. Ngoài ra, cô ta còn bất cẩn để lộ bức ảnh Rasputin khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, từ đó thực hiện một vụ giết người không nằm trong kế hoạch, và chính nó đã khiến cô bị Conan nắm thóp. Dựa trên phần thể hiện nhạt nhòa, tớ đang phải xếp Scorpion vào cấp độ 3. Movie 4, thủ phạm trong đôi mắt, bác sĩ Kazato. Kiyosuke Kazato, một bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng bị phế mất bàn tay trong một sự cố. Anh ta đã trả thù thành công, vụ án cũng dần bị quên lãng. Nhưng sau này khi vụ án được tái khởi động, anh ta lên kế hoạch thủ tiêu tất cả cảnh sát có liên quan hòng che đậy tất cả. Thật ra nói lên kế hoạch thì thôi, chứ thực chất anh ta hoàn toàn dựa dẫm vào cái ống giảm thanh thần thánh của phim, còn lại chỉ biết bắn bừa. Các vụ án xảy ra chỉ có một chút thủ thuật, Conan hiểu hết trong một nốt nhạc, và để tên này có phần khó bắt hơn, phim đã buff cho hắn một cách khá vô lý. Chẳng hạn như ngay ở vụ đầu tiên, một sĩ quan cảnh sát bị bắn chết ngay trên đường, vậy mà lực lượng cảnh sát không thể huy động tất cả những gì có thể để truy tìm hung thủ bỏ trốn hay sao? Camera rồi mắt của người đi đường đâu hết rồi? Chả nhẽ Kazato thần thành đến mức che được hết tất cả? Hắn bị Conan phát hiện, chỉ bằng chi tiết thuận tay phải tay trái đã quá quen thuộc. Nói chung tên này đúng là nguy hiểm thật, nhưng kém tám quá, được buff ảo lò nên chỉ ở cấp độ 3 thôi. Movie 5, nhựa dây cuối cùng tới thiên đường, họa sĩ Kisaragi. Để mà nhận xét về hung thủ của movie này, gừng càng già càng cay là câu hợp lý nhất. Ông Kisaragi, một họa sĩ nổi tiếng nay đã già yếu, không thể tin được lại là hung thủ giết hai mạng người, thêm một mạng ngụy tạo hiện trường một cách tinh vi và không tưởng đến vậy. Kisaragi muốn vẽ một bức tranh núi phú sĩ để đời, nhưng tòa tháp đôi mới được xây dựng lên đã che mất ngọn núi, chia làm hai nửa. Ông Kisaragi khử những người liên quan và để lại chiếc chén vỡ, cũng vì một nhát để nỗi đau này.
Ở những vụ án, ông Kisaragi hầu như không để lại chút dấu vết gì. Conan cũng khá đau đầu khi suy luận để tìm ra ông ta. Cậu chỉ thực sự chắc chắn về những phỏng đoán của mình khi tìm được đúng một viên ngọc trai trên sàn. Nếu không có nó, đảm bảo ông Kisaragi sẽ ung dung thoát tội. Thế nên dù động cơ khá củ chuối, nhưng họa sĩ Kisaragi vẫn xứng đáng ở cấp độ 1 nhờ độ nguy hiểm của mình. Movie 6. Bóng ma đường Baker, Chủ tịch Schindler và Jack the Ripper. Trong movie này, chúng ta có hai hung thủ bị vạch trần bởi cha con thám tử lừng danh. Đầu tiên là Chủ tịch Schindler. Ông ta giết người một cách đơn giản, chỉ phức tạp một chút ở không khí khi ông ta dùng thanh gương trên bức tượng, nhờ đó không bị phát hiện bởi cửa an ninh. Chỉ có vậy thì thiên tài Kuro Shinichi giải mã dễ dàng, không mất nhiều thời gian nên xếp Chủ tịch Schindler vào cấp độ 3. Về kẻ còn lại, Jack the Ripper bên trong trò chơi thực tế ảo, nếu ẩn thân là một nghệ thuật, hắn ta đúng là nghệ nhân, chắc phải thuộc hàng sư phụ của Kaito Kid. Conan chỉ có thể phát hiện ra hắn dựa vào chi tiết ngón áp bút nhỏ bất thường, kết hợp với sự giúp sức nho nhỏ của Holmes và Moriarty. Tuy nhiên như đã biết, Jack chỉ có sức mạnh ra tay dã man, chứ không có kế hoạch hay sắp đặt gì cả. Hắn trốn được lâu như vậy bởi vì nguồn lực cảnh sát cùng thời điểm chưa phát triển. Tổng hợp lại, vị trí cấp độ số 2 sẽ là của Jack the Ripper. Movie 7. Mê cung trong thành phố cổ, người kinh doanh sách cũ Sajou. Sajou là thành viên một băng cướp khét tiếng. Thủ lĩnh của chúng trước khi chết đã giao lại bí mật về một bức tượng siêu quý cùng một lời chỉ dẫn kỳ lạ. Sajou muốn độc chiếm tất cả nên mới gây ra liên tiếp những vụ giết người, và có vẻ như vì tiêu chí của phim nhắm đến mảng hành động nên đầu óc của kẻ thủ ác không được đầu tư cho lắm. Cách thức ra tay đơn giản là dùng cung tên kết hợp với việc hóa trang để che giấu thân phận. Dù có chút thủ thuật nhằm che giấu hung khí, nhưng Conan và Heiji phát hiện ra ngay và cũng cần một tí may mắn. Trong khi cách thức gây án chủ yếu là dùng cung một cách chuyên nghiệp, Sajou lại có tận 2 lần để lộ mình là một tay lão luyện trong bộ môn này. Kết quả bị Conan nắm đuôi ngay lập tức. Nói chung, so với các phản diện trong video này, Sajou thuộc hàng siêu đơn giản, chỉ xứng đáng ở cấp độ 3. Movie 8. Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc, thợ trang điểm Natsuki. Tương tự như hung thủ của Movie 7, phản diện của Movie 8 cũng đơn giản không kém. Natsuki là thợ trang điểm riêng cho nữ diễn viên kịch Yuri, cũng là nạn nhân của vụ án. Động cơ gây án của Natsuki là vì Yuri đã ngăn cản con đường đến Hollywood của cô ta. Natsuki thực hiện tội ác bằng cách bôi trước phấn độc lên mặt nạn nhân, Yuri sau đó để độc dính lên tay, cuối cùng thói quen liếm tay sau khi hắn đã khiến nữ diễn viên tử vong. Qua đây đã đủ thấy Natsuki lên kế hoạch một cách bất cẩn cỡ nào, có rất nhiều biến số có thể xảy ra khiến cho kế hoạch đơn giản này bị phá sản. Thậm chí không cần đến Conan, chỉ cần thi thể được đem đi giám định, Natsuki sẽ tự động bị phát hiện bởi một cảnh sát gà mờ nhất. Thôi thì Natsuki xuống hàng cấp độ 3 ngồi vậy, về độ báo thì không ai bằng, vì cái trò bôi phấn độc linh tinh này mà khiến cho bao nhiêu người khốn đốn. Cũng may có cả Kid và Conan trên máy bay, không thì toi. Movie 9. Âm mưu trên biển, Kusaka và Akiyoshi. Kusaka và Akiyoshi là hai người có trong mình sự hận thù tương đồng liên quan đến một tai nạn đắm tàu trong quá khứ, cướp đi sinh mạng của người thân. Sau khi tìm hiểu chân tướng sự việc, cả hai đều có kế hoạch trả thù riêng. Trong khi Kusaka tỏ ra thiếu sự chuẩn bị, Akiyoshi lại cho thấy một tư duy giết người bài bản. Cách thức gây án của Kusaka rất đơn giản, lựa chọn thời gian và địa điểm vắng vẻ để tấn công nạn nhân, vì thế mà để lại rất nhiều chứng cứ kết tội. Về phần Akiyoshi, cô ta lập nên một kế hoạch gần như hoàn hảo để trả thù và đổ hết tội cho Kusaka. Những tính toán của cô ta chuẩn đến từng phút, khiến cho người xem khá bất ngờ khi nghe Conan và ông bác Mori phân tích. Cho lại, Kusaka cấp độ 2 và Akiyoshi cấp độ 1. Movie 10. Lễ cầu hôn của thám tử, thành viên băng cướp Ito và Reiko. Một movie hội tụ các thám tử đầy ấn tượng thì cũng cần có những kẻ thủ ác xứng tầm. Nhận ra điều này, các nhà làm phim thay vì dựng nên một phản diện hoàn hảo đã quyết định chia ra làm hai người, một lo mảng tư duy, một lo mảng hành động. Người nắm vai trò tư duy là Ito, thành viên của băng cướp nhưng đã tàn phế vì muốn tìm ra sự thật vì vụ án năm xưa. Ito dựng nên trò chơi tử thần, buộc các thám tử trở thành bầy chó săn của mình. Các câu đố hắn đặt ra cũng rất thú vị và mang tính đánh lừa cao. Conan sau chuyến này cũng có thêm nhiều kinh nghiệm giải đố. Về phần Reika, cô là thành viên mất tích của băng cướp, đồng thời cũng là hung thủ trong vụ án mà Ito muốn tìm hiểu. Cô ta đảm nhiệm phần hành động, cụ thể là dùng súng tấn công hai chàng thám tử của chúng ta. Ngoài ra thì không thể hiện được gì vì phải lặn mất tăm suốt chục năm trời. Để mà xếp hạng thì Reika còn thiếu nhiều chi tiết để phân tích, tạm thời xếp ở cấp độ 3. Còn về Ito, với những gì đã thể hiện trong phim, chúng ta đều đồng ý hắn là một tên sát nhân cấp độ 1, đúng không nào? Movie 11. Kho báu dưới đại dương, quản lý dịch vụ giải trí Iwanaga. Đây là một trường hợp đặc biệt khi hung thủ không thật sự đúng nghĩa là hung thủ. Theo phong cách thương hiệu Conan, quản lý dịch vụ giải trí Iwanaga là người phụ trách trò truy tìm kho báu trong thị trấn. Anh ta thiết kế trò chơi này dựa trên những manh mối về một thứ kho báu có thật do hai nữ thủy thủ huyền thoại cất giấu, với mục đích nhờ ai đó thông minh tìm giúp mình. Iwanaga chủ đích sát hại những tên thợ săn kho báu này vì chúng là những kẻ chuyên trộm bảo vật, chứ chả phải đam mê khám phá gì. Vụ giết người sử dụng máu cá khiến một tên bị cá mập cắn là vụ có thủ đoạn nhất của Iwanaga, còn lại những vụ khác chỉ đơn giản là lẩn trốn để lại nhiều dấu vết. Quy chung lại, Iwanaga thuộc vào cấp độ 3 vì hành vi còn quá nhiều sơ hở, cốt là vì anh ta luôn là một người tốt. Movie 12. Tận cùng của sự sợ hãi,
chuyên gia đàn piano fuga. Có vẻ như những hung thủ lớn tuổi đều là những người cần đặc biệt chú ý. Ông Takumi Fuga là chuyên gia về đàn piano có khả năng nghe hoàn hảo, nhờ đó mà ông ta trở thành người bạn thân và người chỉnh đàn piano cho nghệ sĩ nổi tiếng Domoto suốt 35 năm. Ông Fuga có một người con trai tên là Soma, anh ta chết trong một tai nạn. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, ông Fuga biết Soma trước khi gặp tai nạn xe đã bị 4 người bạn học ép uống rượu cho đến say như chết. 4 người đó sau này là 4 nghệ sĩ thành danh, cũng là 4 nạn nhân bỏ mạng trong kế hoạch trả thù của ông Fuga. Chưa dừng lại ở đó, ông còn muốn cho nổ tung nhà hát để kết thúc luôn cuộc đời đau khổ của mình bằng cách kết nối những quả bom với phím đàn lỗi và lo liệu những người có khả năng nghe hoàn hảo để không ai nhận ra. Cách thức giết người chi tiết trong phim không được thể hiện rõ, đồng thời cách mà ông Fuga tấn công những người có khả năng nghe hoàn hảo cũng còn tồn tại rất nhiều sơ hở mà nhờ phim Buff mới thoát được. Như vậy ở trường hợp này, ông Fuga tớ sẽ xếp vào cấp độ 2 nếu được đầu tư hơn trong việc thể hiện cách thức che giấu thân phận, có lẽ ông Fuga sẽ thuộc vào diện cấp 1 chứ chẳng chơi. Movie 13 truy lùng tổ chức áo đen Kazuki Honjo. 2 năm trước vào lễ thất tịch, một vụ cháy lớn xảy ra, Nanako là người chết duy nhất ở tầng 6 của tòa nhà. Anh trai của cô Kazuki biết được những người ở cùng tầng 6 vào ngày hôm đó đã chiếm trọn thang máy, bỏ lại Nanako vì quá tải, nên anh ta lên kế hoạch giết hết tất cả 7 người bọn họ, đồng thời để lại hiện trường những khuôn mặt trược, mặt sau có một dấu gạch chia đôi, đại diện cho cửa thang máy. Dù có động cơ gây án rõ ràng là trả thù, nhưng Kazuki có hành vi giết người rất dã man. Theo lời kể của cảnh sát là dùng chiếc điện làm nạn nhân bất tỉnh, sau đó dùng dao cỡ lớn đâm liên tiếp, cảnh tượng khi ấy chắc chắn rất man rợ. Hơn nữa cả 6 người do chính tay Kazuki giết đều không có ý định bỏ lại Nanako. Họ luôn biết ơn sự hy sinh của Nanako và đến thăm mộ cô hàng năm. Nếu ở ngoài đời, Kazuki sẽ bị kết án 6 tội danh giết người cấp độ 1 ngay lập tức. Ngoài ra Kazuki còn có khả năng thao túng tâm lý đến đáng sợ. Khi hắn biết toàn bộ sự thật về cái chết của em gái, hắn vẫn giấu nhẹm tất cả, đổ hết tội lỗi lên đầu người bạn trai tội nghiệp của Nanako, sau đó còn cố gắng ép anh ta tự tử. Kết lại, một kẻ sát nhân tàn bạo như Kazuki chưa gần xét đến thủ đoạn đã thấy hắn đặc biệt nguy hiểm rồi. Đằng này đầu óc của hắn trong việc lên kế hoạch giết người kèm kế hoạch thoát tội cũng rất đáng sợ, xứng đáng là tên hung thủ cấp độ 1. Movie 14 – Con tàu biến mất giữa trời xanh, nhà báo Fujioka. Lại là một câu chuyện bảo vệ đá quý của ông bác Jirokichi, lần này báu vật được bày triển lãm vui vui trên khinh khí cầu tiền tỷ. Nhưng ông bác chỉ cho người quen và cảnh sát lên tham quan thôi, tất cả để đối phó với Kit. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó một nhóm phóng viên lại được phép xuất hiện để ghi hình, và chúng chính là những kẻ khủng bố thật sự. Cầm đầu băng cướp là Fujioka, ban đầu chúng tấn công viện nghiên cứu, giả vờ đã đánh cắp virus chết người. Sau đó chúng mạo danh thành một nhóm làm phóng sự để lên khinh khí cầu, dùng thủ thuật đánh lừa tất cả rằng virus đã lây lan tại đây. Một trong số các nạn nhân là Ran. Cuối cùng chúng chuyến kiểm quyền soát, cho khinh khí cầu nhắm thẳng đến một khu vực tại Osaka tạo hỗn loạn. Khi đó chúng sẽ trộm đi bức tượng Phật quý hiếm mà không bị truy vết. Với kế hoạch bài bản như vậy, Fujioka thật sự đã làm khó được Conan, dù cho việc cơ bản, hắn không thể đoán được một đứa nhóc lại chính là yếu tố khiến hắn thất bại. Với một tầm tính toán khủng như vậy, Fujioka sẽ được xếp vào cấp độ 1. Dù không thể hiện sự tàn bạo một cách rõ ràng, nhưng nên nhớ, hắn đã ném thẳng một đứa trẻ khỏi tàu bay khi phát hiện Conan đang gỡ bom. Movie 15 – 15 phút tĩnh lặng, Yamao và Mizuki. 8 năm trước, Yamao thực hiện một vụ cướp nữ trang, trên đường trốn chạy lại tông chết người. Trước khi bị ngồi tù, hắn đã giấu chiến lợi phẩm của mình ở nhà bà, để khi trở về thì nơi đó đã được cải tạo để xe đập nước. Tay cú, hắn quyết cho nổ toàn bộ con đập để lấy lại kho báu của mình năm xưa. Về phần Mizuki, cô chính là chị gái của nạn nhân trong vụ tai nạn. Đêm đó vì giằng co mà đẩy em mình ngã ra trước mũi xe của Yamao. Mizuki sau này đã làm đủ mọi cách để che giấu tội lỗi của mình suốt 8 năm ròng. Để nói về Yamao, có thể thấy toàn bộ tất cả những tội ác hắn thực hiện đều là bản năng hoặc vô tình. Vụ đánh bom cuối phim thực chất chỉ làm cho phim có một yếu tố gì đó hoành tráng, chưa sánh được với những vụ đánh bom nguy hiểm và bài bản trong chuỗi. Ngoài ra đầu óc tên Yamao cũng khá đơn giản, Conan không mất quá nhiều công sức suy luận, chỉ tốn công lo liệu cho nghịch dại của hắn. Chốt lại, Yamao thuộc cấp độ 3, còn với Mizuki, các hành động che giấu bí mật của cô đều quá đơn giản, thậm chí ngớ ngẩn đến nỗi chỉ tháo kính và xõa tóc để nhân chứng khi xưa không nhận ra, kết cục thất bại hoàn toàn. Nhưng đó là bởi vì Mizuki không phải một kẻ ác thực thụ, cô chỉ vì sợ phải đối mặt với cái chết của em gái do mình vô tình gây ra năm xưa thôi. Như vậy, Mizuki cũng được xếp vào cấp độ 3 luôn. Movie 16 – Tiền đạo thứ 11 – Cầu thủ bóng đá Kazumasa. Tiếp tục là một kẻ đánh bom, nhưng lần này kẻ thủ ác đánh trúng vào tâm lý mà nhiều người vẫn hay lo sợ rằng nếu có một quả bom ở những nơi đông người tụ tập thì sẽ ra sao? Đó là cầu thủ bóng đá Kazumasa. Anh ta từng làm thân với Tomofumi, một cậu nhóc bị bệnh nặng có niềm đam mê về bóng đá. Một ngày nọ, Tomofumi lên cơn cần được cấp cứu, chiếc xe cấp cứu lại bị một nhóm cổ động viên chặn đường, khiến cho việc cứu chữa cho Tomofumi bị chậm trễ và cậu bé đã qua đời. Kazumasa vì hiểu lầm mà xác định đó là đám đông ăn mừng quá khích, cũng như người chỉ đạo đám đông đó là ông Mori nên đã lên kế hoạch trả thù ông bác và cả những cổ động viên bóng đá vô tội. Anh ta không biết rằng lúc ấy đám đông đó đang cố gắng cứu một người bị đột quỵ. Kazumasa lên kế hoạch đánh bom tinh vi đến không tưởng, nâng dần mức độ nguy hiểm và dắt mũi toàn bộ cảnh sát theo đúng ý mình. Khác với những kẻ khủng bố khác,
Kazumasa còn có cho mình thủ đoạn hòng tạo bằng chứng ngoại phạm một cách hoàn hảo, gần như thoát khỏi diện tình nghi. Ngay cả khi cảnh sát đã tìm ra động cơ nằm ở câu chuyện của cậu bé Tomofumi, Kazumasa là một trong số ít những tên khủng bố có thể khiến cho cảnh sát phải đặt hết niềm tin vào người khác mà không làm gì được, phải đứng ngoài cuộc trước tình thế sân vận động kín người chuẩn bị nổ tung. Đến đây phải xếp ngay Kazumasa vào mức nguy hiểm cấp độ 1. Movie 17, Con mắt bí ẩn ngoài biển xa, Gián điệp X và Sĩ quan Kurata. Một bộ phim ít thương vong, nhưng câu chuyện đầy bí mật quốc gia của movie này lại gay cấn lạ thường, khiến cho tên gián điệp mật danh X khá đáng lưu tâm. X là một điệp viên có nhiệm vụ đánh cắp dữ liệu trên con tàu chiến quan trọng của lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản. Để làm được điều này, hắn phối hợp với Sasaura, một đại úy trên tàu, nhưng rồi không may cho hắn, Sasaura chết một cách bí ẩn, khiến hắn buộc phải mạo danh dân thường lên tàu trong buổi tham quan công khai để thực hiện nhiệm vụ. X lấy cái tên Amemiya, dù một cậu bé đóng kịch cùng mình như hai bố con, nhưng không biết có phải tên này mới vào nghề hay không mà lại có một pha cải trang đầy lỗ hổng đến thế. Không cần đến Conan, người xem cũng dễ dàng nhận ra hành tung bất thường của hắn. Tên là đúng kiểu xem thường người khác, nghĩ rằng lừa thiên hạ dễ lắm. Chính vì điều đó mà bị Conan vạch mặt nhanh chóng, để rồi liên tục khiến bản thân rơi vào những tình huống động độ không đáng có. Nói chung, tên này độ nguy hiểm quá thấp, xem vào cấp độ 3. Về phần sĩ quan Kurata, anh ta chỉ đơn giản là làm việc của mình, khi thấy kẻ khả nghi thì đuổi theo, nhưng vì thế mà gây ra tai nạn cho đại úy Sasaura. Quá sợ hãi, Kurata đành làm mọi cách để che giấu chứ không thực sự là một kẻ ác, đồng thời cách thức che giấu cũng không phức tạp, cho lại độ nguy hiểm cũng thuộc hàng thấp nhất nốt. Movie 18, Sát thủ bắn tỉa không tưởng, Kevin Yoshino. Một movie không có nhiều thủ thuật gì tinh vi, chỉ tập trung vào yếu tố hành động và quan trọng là tạo highlight ngầu lòi cho một viên đạn bạc Akai Shuichi. Còn về hung thủ, toàn bộ chỉ là câu chuyện trả thù đơn thuần theo cách ám sát bằng súng bắn tỉa. Kẻ đã gây ra liên tiếp vụ giết người là Kevin Yoshino. Thực chất Kevin không liên quan gì đến các nạn nhân, nhưng anh ta là người mang ơn Timothy, tay thiện xạ trong quân đội Mỹ. Timothy vì là nạn nhân của sự đố kỵ mà mất đi tất cả, sau này nhờ đến Kevin thực hiện cuộc trả thù toàn diện cho mình. Trò để lại gợi ý bằng xúc xắc và vỏ đạn tại hiện trường khá thông minh, nhưng khách quan mà nói nó không giúp ích gì cho hung thủ ngoài việc thể hiện sự trả thù. Tóm lại, Kevin rất nguy hiểm nhưng chỉ ở khía cạnh bắn tỉa thôi, còn lại những yếu tố khác của một phản diện trong phim Conan, anh ta đều thiếu, chốt hạ vị trí cấp độ 2. Movie 19, Hoa hướng dương rực lửa, chuyên gia lịch sử hội họa Natsumi. Natsumi là một chuyên gia lịch sử hội họa, có kỹ năng trong việc thẩm định thật giả các tác phẩm và đặc biệt rất mến mộ Van Gogh đến mức ám ảnh và bệnh hoạn. Natsumi tự nhận định rằng bức hoa hướng dương số 2 và số 5 trong phim là giả, nên cô ta lên kế hoạch tiêu hủy chúng. Mục tiêu đầu tiên là bức tranh số 2, cô ta âm mưu tạo một tai nạn máy bay để phá hủy nó, vì trước đó ở Mỹ, cô không thể đánh cắp nó do Kit làm loạn, cơ mà cuối cùng vẫn là Kit ngăn chặn kế hoạch này. Sau đó Natsumi đổi sang mục tiêu bức họa số 5, ban đầu tính toán đưa nó về chỗ mình bằng vài thủ đoạn giả vờ như Kit đã đánh cắp bức tranh nhưng bất thành, sau đó cô ta dùng đủ mọi cách để khiến buổi triển lãm hướng dương chìm trong biển lửa, đến cuối cùng mục đích cô ta vẫn không đạt được. Natsumi theo tờ đánh giá là quá bản năng và cố chấp. Dùng từ cố chấp vì các kế hoạch vạch ra đều quá đơn giản và mang tính chấp vá. 5 lần 7 lượt bị Kit ngăn cản, hơn nữa về lý do bức tranh này là giả, cô ta thậm chí đã tự chôn danh tiếng của mình. Khi Conan dù không chuyên nghiệp cũng biết được chúng hoàn toàn là thật, làm cho mọi trò của Natsumi trở nên lố bịch. Với nhận xét đó, tớ sẽ xếp Natsumi vào diện nguy hiểm cấp độ 3 ngay và luôn. Movie 20, Cờ năng mộng đen tối, tổ chức áo đen. Một movie đặc biệt khi không có ai rơi vào cảnh bị Conan kết tội trực tiếp. Nhân vật mới trong movie này là Kurakao, một thành viên của tổ chức áo đen, người đã tìm ra danh tiếng thật sự của Kerr và Bourbon. Nhưng bất ngờ, Kurakao bị mất trí nhớ, đến khi nhớ lại tất cả thì đã thân thiết với đội thám tử nhí và muốn hoàn lương. Từ đây, kẻ thù chính xác được xác định là Jin vì hắn đã phát hiện Kurakao phản bội và tấn công không thương tiếc. Như vậy, movie này không có hung thủ bị kết tội, chỉ có một đối tượng là Jin mà thôi. Quá rõ rồi không cần phải nghĩ nhiều, ngay đến cái tên Jin là đủ để chúng ta xếp hắn vào cấp độ nguy hiểm cao nhất. Công nhận movie này hành động mãn nhãn thật, Jin dùng trực thăng làm mưa làm gió như thế mà vẫn không để lại dấu vết gì, đúng đỉnh. Còn Kurakao, cô đã hy sinh đầy cảm động trong nỗ lực bảo vệ mọi người. Movie 21, Bản tình ca màu đỏ thẫm, vợ chồng Kensuke. Nagoro và Sasuke là hai bài thủ Kurata nổi tiếng. Một lần Nagoro thách đấu công khai với Sasuke, đồng thời dùng truyền thông gây sức ép, buộc Sasuke chấp nhận lời thách đấu. Dù trận đấu vẫn diễn ra, nhưng trước ngày thách đấu một ngày, Nagoro đã chiến thắng. Sasuke lo sợ danh tiếng bị hủy hoại nên đã ra tay với ông Nagoro. Chồng bà, ông Kensuke phát hiện chuyện này đã giúp bà xử lý vụ việc. Nhưng bà Sasuke không lâu sau cũng mất sớm do bệnh tật. Sau này thấy có người đang tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của Nagoro, ông Kensuke lại tiếp tục ra tay, đồng thời ngụy tạo chi tiết đổ tội cho Nagoro. Và cứ như thế Kensuke thực hiện thêm các vụ giết người nhằm che đậy bí mật của năm xưa, đồng thời âm mưu tiêu hủy bằng chứng về cái xác của Nagoro tại đền nguyện, nơi diễn ra trận chung kết Kurata giữa Kazuha và Momiji. Mặc dù movie này có liên tiếp hai vụ giết người, kèm một vụ đánh bom đài truyền hình, nhưng đánh giá từ góc nhìn của Conan và Heiji, đây không phải một vụ án quá căng thẳng, đúng hơn là có phần khá nhẹ nhàng cho màn suy luận của cả hai. Về phần cá nhân hung thủ Kensuke, ông ta cho thấy bản thân có một khả năng che đậy bí mật khá đáng sợ.
Trong cả 4 vụ án, đối với cảnh sát, một vụ buộc xác định nạn nhân mất tích, một vụ đánh bom không thể xử lý kịp thời, còn lại 2 vụ giết người không để lại dấu vết. Nếu bảo ông Kensuke là một thành viên tổ chức áo đen, chắc tôi cũng tin. Chốt lại, Kensuke thuộc độ nguy hiểm cấp độ 2. Movie 22, kẻ hành pháp Zero, Kusakabe. Công tố viên Kusakabe có một trợ thủ ngầm tên là Haba, lo liệu các công việc liên quan đến công nghệ máy tính. Nhờ tài năng của Haba, Kusakabe lo liệu được rất nhiều vụ án và thăng tiến nhanh chóng. Hai người cùng trở thành những cận sự thân thiết. Nhưng dù trong một vụ án, Haba trong lúc thâm nhập hệ thống bất hợp pháp để thu thập thông tin đã bị bắt. Haba nhất quyết không khai ra Kusakabe nên bị tra khảo hình thức cực đoan đến chết bởi các nhân viên bảo an. Vì sự kiện này mà Kusakabe đem mối hận trở thành khủng bố công nghệ cao nhắm vào các cảnh sát và nhân viên bảo an, đặc biệt là Amuro, người được cho là chịu trách nhiệm về cái chết của Haba. Bằng kỹ thuật của mình, Kusakabe thực hiện liên tiếp những vụ tấn công diện rộng không dấu vết, khiến cho cảnh sát và các thám tử đau đầu không thể tìm ra lời giải. Tuy nhiên, ông ta không thực hiện chúng một cách vô tội vạ, quy mô và địa điểm, cách thức. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng để thực hiện mục đích trả thù mà vẫn che giấu được thân phận thật. Thậm chí bước cuối cùng trong kế hoạch còn là một âm mưu không tưởng, gần như là việc sử dụng tàu vũ trụ của Naju đã thành công, dù Kusakabe quyết định dừng tay khi biết được sự thật về cái chết giả của Haba. Từ trước đến nay, cả trong phim lẫn đời thực, tội phạm công nghệ cao mà còn thuộc nhóm khủng bố luôn được xếp vào mức độ nguy hiểm cao nhất bởi tác động vào mức độ nguy hiểm đáng quan ngại. Trong movie 22, những gì Kusakabe thể hiện cũng không ngoại lệ. Không chỉ có kỹ năng công nghệ máy tính phức tạp, ông ta còn có một bộ óc thiên tài, tính toán từng đường đi nước bước, khiến cho phe thám tử căng thẳng phá án. Bấy nhiêu là đủ để thấy, cần phải xếp Kusakabe vào ngay mức nguy hiểm cấp độ 1. Movie 23, cú đấm sapphire xanh, nhà tâm lý học Leon và học trò Rishi. Kaitoki trước giờ luôn là một cái gai trong mắt bất cứ cảnh sát hay thám tử tài ba nào. Việc một ai đó làm khó cậu ta là một việc khá phi thường. Ngoài Makoto thì tên luật sư Leon trong movie 23 là một ví dụ. Viên sapphire xanh là mục tiêu của Kit. Cậu qua mặt được mọi người nhưng chỉ trừ một người duy nhất, đó là Leon. Cả hai lần Kit cố gắng trộm viên đá, Leon đều đọc cậu như đọc sách và liên tục chặn được. Riêng chi tiết này đã cho thấy hắn ta kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, Leon không chỉ đoán được kế hoạch của Kit mà thật ra đã dẫn dụ Kit theo kế hoạch của mình, khiến cho Kit trở thành nghi phạm trong cái chết của cô trợ lý. Âm mưu thật sự của ông ta là dùng viên đá quý sai khiến bọn lưu manh để chúng khủng bố thành phố, nên trước đó ông ta đã giết một người để có thể chiếm đoạt viên đá, đó chính là bố của Rishi. Rishi sau khi biết được sự thật đã xin làm học trò của Leon học lên kế hoạch trả thù. Việc anh ta giả danh Kit trong cái chết của cô luật sư đầu phim là vì muốn mượn Kit để ngăn cản Leon. Ngoài ra còn âm mưu bắt cóc Sonoko tống tiền để làm giàu. Riêng Rishi tôi xin đánh giá thấp vì ngoài khả năng che đậy thân phận không quá đặc sắc ra, mọi hành động của anh ta có phần hơi non, dù mang tiếng kế hoạch trả thù nhưng thực chất đến cuối cùng cũng chỉ là ra mặt rồi dùng súng uy hiếp mục tiêu mà thôi. Còn lại Leon mới chính là tâm điểm của cái ác trong movie này, động cơ của ông ta không thể thông cảm, đã thế còn sẵn sàng giết người dã man. Với những phân tích về cái đầu đầy sạn của ông ta, Leon xứng đáng được khép vào mức độ nguy hiểm cao nhất. Movie 24, viên đạn đỏ, Michael và Inoue. 15 năm trước một vụ án kỳ lạ diễn ra, các nhà tài phiệt lần lượt bị bắt cóc không rõ lý do, các nạn nhân đều bình an vô sự, chỉ trừ một người cố gắng trốn thoát và đã bị sát hại. Cuộc điều tra dẫn đến một cái tên, Makoto Ishihara, dù ông liên tục chối tội nhưng cuối cùng vẫn bị kết tội và ra đi trong tù. Đến hiện tại, sát thời điểm diễn ra Thế vận hội WSG, các vụ bắt cóc tài phiệt bất ngờ quay trở lại, trong đó có cả chủ tịch Suzuki, bố của Sonoko. Sau 3 khó khăn truy vết và suy luận, Conan và Subaru cũng đã tìm ra thủ phạm, chính là Shirahato Maiko, con gái của người bị kết tội năm xưa. Theo chương trình bảo vệ nhân chứng, cô được đổi tên và chọn cái tên này vì khi sắp xếp lại sẽ ra đúng tên của người bố. Tuy nhiên, Sera phát hiện ra Maiko không hành động một mình mà còn có một đồng phạm, đó chính là Inoue, người lo liệu phần công nghệ cao trong kế hoạch. Inoue là con của nạn nhân bắt cóc đầu tiên trong vụ án 15 năm trước. Chính anh ta đã thoáng nhìn thấy hung thủ, xác nhận đó không phải ông Makoto nên sau này bắt tay với Maiko để đòi lại công bằng. Qua những vụ án có thể thấy, thủ thuật mà hai thủ phạm dựng nên thật sự rất tinh vi. Đây là một trong số ít những movie mà Conan cần rất nhiều sự trợ giúp. Ngay từ vụ bắt cóc đầu tiên của ông Suzuki, Michael và Inoue đã thực hiện khả năng trêu đùa cảnh sát đỉnh đến mức nào khi thực hiện tất cả sự hỗn loạn đó trong một phút. Không rõ ai là chủ mưu, nhưng theo tờ đoán Michael là người vạch ra tường tận kế hoạch, còn Inoue đảm nhiệm những phần phức tạp trong nguyên lý hoạt động của các hệ thống liên quan, mà trong đó đặc biệt là con tàu tuyến tính. Một điểm đặc biệt khác ở thủ phạm Michael, cô ta là người duy nhất buộc Conan phải dùng chiêu để mò ra danh tính trong các movie tính đến thời điểm hiện tại. Các thủ phạm khác trong chuỗi, Conan chỉ cần suy luận là ra, nhưng với Michael, Conan buộc phải xác minh suy luận của mình bằng cách áp dụng thủ thuật dựa trên nguyên lý của con tàu tuyến tính, từ đó xác định 100% Michael là thủ phạm khi điện thoại của cô vẫn còn chương trình nhiễu sóng. Bộ đôi thủ phạm này tuy chưa giết bất kỳ ai nhưng về độ nguy hiểm phải nói là thuộc hàng top, cũng may không đủ độ dã man tàn bạo nên không bị quy vào khung nguy hiểm cao nhất, chốt lại ở cấp độ 2 thôi. Movie 25, nàng dâu Halloween, Lamia. Muranaka, một cảnh sát đã nghỉ hưu từ lâu, chuẩn bị làm đám cưới với Christina, bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh đe dọa, khiến cho lực lượng cảnh sát phải liên tục tập trận, phòng bị cho tình huống xấu nhất. Cùng lúc đó phía Furuya, anh bị một kẻ lạ mặt tròng bom vào cổ, khiến bản thân phải tự nhốt mình biệt lập với bên ngoài, nhờ cả vào Conan trong việc tìm ra thủ phạm.
Đây là loại bom rất giống với vụ án năm xưa Masuda từng phá. Cuộc điều tra của cảnh sát dẫn họ đến một hội nhóm, dẫn đầu bởi Erenka. Họ không phải hung thủ đặt bom, mà là người nhà của những nạn nhân thiệt mạng bởi loại bom này. Hung thủ được gọi với cái tên Plamia, anh trai của Erenka, Oleg, đã đột nhập và trộm đi thông tin về quả bom từ trong căn cứ của Plamia, nhưng kết cục của anh ta là trở thành cái chết đầu tiên của phim. Nhờ lời nhắn để lại của Oleg và tài suy luận của mình, Conan cuối cùng đã phát hiện ra hung thủ chính là Kristina, người vợ sắp cưới của cảnh sát Muranaka. Phải công nhận Plamia hẳn phải có mối thâm thù nào đó rất sâu sắc với loài người mới có thể trở thành một con quỷ giết người không gây tay như vậy. Kế hoạch trả thù toàn bộ thành viên nhóm F5 của Ata chỉ vì cây cú trận thua ngày trước. Còn cái bẫy mà Ata đặt trước cho Oleg là để dọn sạch hội nhóm trả thù của Erenka. Về độ độc ác, Plamia đứng ngang hàng với những kẻ thuộc cấp độ 1 trong bảng này, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc khả năng qua mắt thám tử, Plamia tỏ ra hơi kém duyên. Không cần đến giây phút Conan trình bày suy luận, người xem hoàn toàn có thể đoán ra Plamia đến 60-70% dựa trên hành tung kỳ lạ của ả. Movie này có vẻ nerf chàng thám tử của chúng ta hơi sâu, khiến cho việc suy luận ra Kristina bị chậm trễ, chứ cô ta không thể sánh được với cấp độ 1 của bảng này. Như vậy, chốt hạ kẻ đánh bom Plamia ở cấp độ 2. Movie 26 – Tàu ngầm sắt màu đen Grace Pinga. Movie 26 giới thiệu hệ thống an ninh công nghệ cao, có khả năng truy vết nhận dạng. Hệ thống này có thể dựng nên nhân dạng của đối tượng ở mọi đối tuổi và truy tìm họ trên hàng tỷ camera an ninh trên toàn thế giới. Đồ ngon thế này sao thoát khỏi tầm mắt của tổ chức áo đen? Chúng muốn tận dụng hệ thống này để xóa đi tất cả dấu vết vô tình để lại trong các nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ bắt cóc Naomi và chiếm quyền kiểm soát hệ thống được giao cho Vermouth và Bourbon. Còn người mà chúng ta cần nói đến ở đây là Pinga, cánh tay phải đắc lực của phó chủ tịch Rum. Pinga nhận nhiệm vụ khác do Jin giao phó, đó là cùng Vodka bắt cóc Haibara sau khi chúng phát hiện danh tính Sherry nhờ hệ thống vừa đánh cắp. Dù gặp khá nhiều khó khăn về Conan và Ran, Pinga vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì hình ảnh của vụ bắt cóc đã bị camera an ninh ghi nhận, do đó Pinga cần quay trở lại trụ sở Pacific Boy, dùng danh tính Grace cải trang trước đó để can thiệp. Không may cho hắn, Leon Hot, một nhân viên kỹ thuật đã điều tra và phát hiện ra hành tung của hắn. Vì vậy, Pinga buộc phải giết Leon Hot hòng bịt đầu mối, đồng thời lầm một bức thư giả để đổ tội can thiệp an ninh cho anh ta. Chạy trời không khỏi nắng, hàng loạt sai lầm đã khiến Pinga lòi đuôi trước suy luận sắc bén của Conan, gián tiếp dẫn đến cái chết của hắn. Để xem nào, không biết phải nhận xét sao về tên này cho đúng nữa. Có lẽ tớ sẽ dùng từ lấp liếm cho phong cách hành động của Pinga. Dù mang danh cánh tay phải của Rum, nhưng có cảm giác Pinga chỉ là một quan võ thuần chân tay hơn là đầu óc. Hắn rất chủ quan trong nhiệm vụ, khởi đầu là bắt cóc Haibara, Pinga liên tục để lại nhiều dấu vết khiến hắn phải nối dài nhiệm vụ nhằm che giấu chúng. Từ can thiệp an ninh cho đến giết người bị đầu mối, mỗi lần như thế hắn lại sơ sẩy một chi tiết nào đó, để rồi vá chỗ này lòi chỗ kia. Pinga từ đó khiến bản thân trở nên dễ dàng lộ tẩy. Conan không cần phải suy luận quá phức tạp, chỉ cần quan sát trong đoạn phim giả và để ý chi tiết trong mỗi lần đụng độ là quá đủ để tìm ra hắn đang đội lốt Grace. Ngoài ra, Pinga còn là một tên quá tham lam, hắn đố kỵ với Jin nên dễ dàng bị Conan khích tường đến mất bình tĩnh, kéo theo bí mật về danh tính của Conan xuống mồ, mà cuối cùng vẫn là do Jin sắp đặt cái bẫy, nói chung là non. Theo tớ, Pinga chưa xứng với cái danh cánh tay phải của Rum dựa trên những chi tiết thể hiện trong phim. Tớ mạnh dạn xếp Pinga vào mức nguy hiểm cấp độ 3, dù là một thành viên của tổ chức áo đen. Và đó là toàn bộ bảng xếp hạng phản diện trong 26 movie của thám tử lừng danh Conan. Vì đó là ý kiến cá nhân nên có thể sẽ không khách quan. Các bạn hãy góp ý cho trên ở phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên đăng ký và thả like để ủng hộ bọn tớ nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!